Xin chào các bạn. Trước hết theo thông lệ, mời các bạn tải bản PDF nội dung bài học ở ngay dưới video này để tiện theo dõi. Trong bài học số 17 hôm nay, vấn đề nhạc lý cơ bản chúng ta tìm hiểu về thang âm, hay còn gọi là âm giai. Thang âm được định nghĩa là hệ thống âm thanh dùng trong các tác phẩm âm nhạc, được sắp xếp tuần tự từ thấp lên cao hoặc ngược lại trong vòng một quãng tám. Từ hệ thống âm thanh này, các nhà soạn nhạc đã sáng tạo ra những cách tiếp nối các nốt nhạc để hình thành nên những giai điệu của tác phẩm. Hoặc người ta còn sử dụng nghệ thuật trồng các quãng âm vang lên để hòa âm cho những bản nhạc được sáng tác trên chính những thang âm ấy. Do cảm quan thẩm mỹ và hoàn cảnh sáng tạo của mỗi dân tộc ở những vùng miền khác nhau đã hình thành nên những tác phẩm âm nhạc với nhiều thể loại được xây dựng trên những thang âm khác nhau. Tuy nhiên ở đây chúng ta chỉ bàn đến hai loại thang âm thông dụng và tiêu biểu nhất, đó là trước hết là thang âm ngũ cung, năm âm trong dân ca Việt Nam. Như chúng ta biết, âm nhạc cổ truyền Việt Nam do đặc tính ngôn ngữ với việc kế thừa lịch sử âm nhạc dân gian, thì các bài dân ca của chúng ta dùng thang âm rất đa dạng, từ thang âm có 2, 3, 4 tới 5, 6 hoặc là 7 âm, với các dạng cấu trúc về quãng khác nhau. Trong số đó, thì loại thang 5 âm, tức là ngũ cung, là thang âm phổ biến nhất với 4 dạng thang âm ngũ cung khác nhau được đặt tên là Bắc, Xuân, Nam Ai, Oán. Tuy nhiên trong khuôn khổ những bài học ngắn gọn này, chúng ta chỉ tìm hiểu và thực hành sướng âm một số đoạn nhạc thuộc thang âm ngũ cung tiêu biểu như ngũ cung điệu Bắc và ngũ cung Tây Nguyên. Ngũ cung điệu Bắc chúng ta quan sát chỉ gồm 5 âm: Đồ, Rê, Pha, Son, La. Và ở đây chúng ta thấy không có nửa cung. Còn ngũ cung Tây Nguyên cũng gồm 5 âm: Đồ, Mi, Pha, Son, Si. Nhưng lại có hai nửa cung: Mi, Pha và Si, Đô. Tiếp đến là thang âm thất cung, tức là 7 âm của nền âm nhạc cổ điển Âu Châu. Trên thế giới cho tới nay thì người ta thường dùng rất phổ biến hai hệ thống âm thanh của thang 7 âm này để xây dựng nên những tác phẩm có tính cách tương phản nhau ở thể trưởng hoặc thể thứ, bằng cách lấy nốt đầu tiên của mỗi loại thang âm để đặt tên cho thang âm ấy. Ví dụ nốt Đồ, đây là thang 7 âm thể trưởng Đô trưởng. Nốt La, đây là thang âm 7 âm thể thứ La thứ. Bây giờ mời các bạn sang phần thứ hai, sướng âm thực hành. Trong bài này chúng ta sẽ thực hành sướng âm những đoạn nhạc ở giọng pha trưởng và rê thứ thuộc thang âm ngũ cung điệu Bắc, khóa Son và khóa Pha. Mời các bạn đi vào thực hành. Đoạn nhạc thực hành sướng âm đầu tiên này thuộc thang âm ngũ cung điệu Bắc, bởi vì tất cả chỉ gồm 5 âm: Đồ, Rê, Pha, Son, La, không có nốt mì và nốt si, đồng thời cũng không có những nửa cung. Bây giờ mời các bạn nghe sướng âm trước một lần. 1, 2, vào. Fa, Son, Do, Do, Re, Do, Fa, Son, Do. Do, Re, Do, Do, Re, Do, La, Do, Son. Fa, Son, Re, Do, Re, Do, Fa, Son, La. Re, Fa, Do, Do, La, Do, La, Son, Fa. Bây giờ mời các bạn sướng âm cùng. 1, 2, vào. Fa, Son, Do, Do, Re, Do, Fa.
fa son do do re do do re do la do son fa son re do fa son la re fa do do la do la son fa. Bây giờ mời các bạn xướng âm cùng với tiếng đàn. 1, 2, vào. 1 nhạc thực hành xướng âm thứ hai này được đặt tên là 1B, bởi vì đây chính là đoạn nhạc số 1 chúng ta vừa xướng âm, nhưng được chuyển xuống khóa pha, mục đích để cho chúng ta luyện tập thường xuyên khóa pha cho quen với bản nhạc, mà không mất công phải dò tên từng nốt. Vậy ngay bây giờ, mời các bạn nghe xướng âm trước một lần, với sự nhận diện các nốt nhạc ở khóa pha, và tempo, tức là tốc độ, sẽ chậm hơn. 1, 2, vào. Fa son do, do re do, fa son do. Do re do. Son re do re do fa son la re fa do do la son fa. Bây giờ mời các bạn xướng âm cùng. 1, 2, vào. Fa son do do re do fa son do do re do la do son fa son re do fa son la re fa do la do la son fa. Bây giờ mời các bạn xướng âm cùng với tiếng đàn. 1, 2, vào. Đoạn nhạc thực hành xướng âm thứ hai này cũng được viết ở thang âm ngũ cung điệu Bắc, gồm 5 âm đồ, rê, pha, son, la, không có âm mỉ, âm si, cũng không có nửa cung. Đồng thời, ở dấu hóa có một si giáng, âm cuối cùng là âm pha, đoạn nhạc này cũng được viết ở giọng pha trưởng. Đặc biệt, đoạn nhạc này khó về tiết tấu do sử dụng móc kép nhiều, đặc biệt ô nhịp các nốt nhạc màu đỏ. Bây giờ mời các bạn thực tập đọc tên nốt và gõ tiết tấu riêng ô nhịp này. Xin mời. Đô rê là đô đô la sòn. Đô rê là đô đô la sòn. Bây giờ mời các bạn nghe xướng âm trước một lần. 1, 2, vào. Do re fa 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 son 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 la do.
son do re 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 fa la son la do son son la re do son son do la son fa son fa. Bây giờ mời các bạn xướng âm cùng. 1 2 vào Do re fa 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 son 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 la do Do re do 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 re la do do la son fa fa son do re 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 fa la son la do son son la re Do son son do la son fa son fa. Bây giờ mời các bạn xướng âm cùng với tiếng đàn. 1 2 vào. Đoạn nhạc thực hành xướng âm thứ ba này cũng được viết ở thang âm ngũ cung điệu Bắc, nhưng ở giọng rê thứ. Về tiết tấu, đoạn nhạc này cũng tương tự như bài số 2. Sử dụng nhiều các nốt móc kép, đặc biệt ô nhịp có các nốt nhạc màu đỏ. Chúng ta cũng cần đọc tên nốt và gõ tiết tấu vài lần. Xin mời thực tập. Do re 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 do la Do re 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 do la. Bây giờ mời các bạn nghe xướng âm trước một lần. 1 2 vào Re re do re do re re do la La do fa son la la do La son fa son la La re 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 do la La do fa son la do re fa son Do la re Mời các bạn xướng âm cùng. 1 2 vào Re re do re do re re do la La do fa son la do re fa son la son fa son la La do re 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 do la La do fa son la do re fa son do la re. Bây giờ mời các bạn xướng âm cùng với tiếng đàn. 1 2 vào Như vậy, bài học của chúng ta hôm nay đã xong. Mong các bạn dành nhiều thời gian ôn luyện để có thể làm chủ và cảm hiểu được
những tác phẩm âm nhạc mang âm hưởng dân gian, thăng âm ngũ cung, điệu Bắc. Chúc các bạn ôn luyện thành công và hẹn gặp lại trong những bài tới.